Ai mua rau củ quả đây? Ai mua rau củ quả nào? Chúng tôi có bán các loại rau củ quả như xoài, dưa hấu, dưa chuột, mướp đắng, rau, đậu cu ve và nhiều loại rau củ quả khác nào. Mời bà Quân tranh thủ bớt chút thời gian ra mua rau củ quả đi. Ai mua rau củ quả đi? Ai mua rau củ quả nào? Chúng tôi có bán các loại rau củ quả như xoài, dưa hấu, dưa chuột, mướp đắng, rau, đậu cu ve và nhiều loại rau củ quả khác nào. Mời bà Quân tranh thủ bớt chút thời gian ra mua rau củ quả đi. Ai mua rau củ quả nào?